biết ai rồi. Em thấy là vừa sửa xong em quành lại cái thấy xác anh David cho đó là chỉ có anh Lộng nữa thôi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có Among Us Roleplay. Roleplay tức là mọi người sẽ được ngẫu nhiên giao một vai trò mới. Một người sẽ ngẫu nhiên trở thành nhà bác học, có khả năng theo dõi ai sống ai chết. Tôi tưởng là việc đó là của bác sĩ chứ. Nhưng nhà phát triển Among Us bảo là yếu. Bố mày thích bảo là bác học đấy thì sao nào? Ừ thì thôi. Game của anh, tụi em dây ké, anh nói gì cũng đúng hết trơn á. Một imposter sẽ có khả năng ngẫu nhiên trở thành shape shifter. Nghĩa là sao? Ngày xưa Chris có giả gái, giả trai cũng không bằng imposter giả dạng. Con imposter này có khả năng giả dạng thành một nhân vật khác hoàn toàn, đi kiếm giết một ai đó, thậm chí là cho người khác thấy luôn. Nhưng nó chẳng sợ bởi vì hình dạng đó không phải của nó. Giờ đây, Juven không còn là của riêng imposter nữa, mà đã có anh thợ sửa ống nước và cô... nhầm. Anh thợ engineer có khả năng chui ống nước. Ngoài khả năng đó ra thì anh không khác dân thường là mấy. Ok vậy? Ừ, nó là vậy đấy. Cẩn thận! Coi chừng! Thứ bảo vệ bạn hàng ngày không còn là băng vệ sinh có đét xì chum nữa, mà đó chính là thiên thần hộ mệnh! Một người có thể ngẫu nhiên biến thành thiên thần hộ mệnh khi chết đi, chứ không còn trở thành hồn ma phế vật bay vòng vòng trù cho cái thằng imposter vừa mới giết mình bị phát hiện nữa. Mời các bạn đến với Among Us Roleplay. Yo, yo mọi người. Yo. Hôm nay có râu là hả? Căng lắm nha. Yên lặng nha. Lúc đấy là khóc rồi. Ôi phát hiện xác chết nè. Xác chết? Xác chết là xác gì? Xác chết. Ông nói ngọng nghe đầu má ông giết người rồi. Đúng rồi, nhưng mà không nói. Mọi người quay quay. Mọi người nghe tôi nói. Trước khi mà thấy cái xác của chị là Chris đứng ở gần. À nhưng mà tôi đi đổ rác nè, xong rồi cái thằng nghệ Potter nó phá cái ô 2 là tôi chạy lên trước. Không, mà quan trọng là anh Hà chưa nói là xác chị của anh ở đâu nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, chắc... dẫn chứng hơi sai nha.
nó có lực lượng chặt chẽ. Lâu lâu rồi, chơi Im một. Cái xác nó ở cái vị trí mà cái chỗ mà bắn mấy cái thiên thạch mà chạy xuống á. Ôi, vậy là ôi, không được nha, tại vì em đang ở bắn chỗ thiên thạch, mình em ở đó à. Mình em ở chỗ thiên thạch à. Không, cái phòng khi mà chạy xuống dưới chỗ cái phòng mà bắn thiên thạch á. Hồi nào ta chạy xuống rồi. Hơi dài vòng rồi đó. Không siêu quá ta, nếu vậy là không siêu à. Không siêu, nãy lúc mà anh làm nhiệm vụ đó thì anh chỉ thấy anh Hà rồi chiều anh quẹo qua thôi. Sao rồi anh thấy nó không, là khúc nãy là Evin đi với anh với chị Quỳnh Anh đúng không? Đúng rồi. Đó là bắn thiên thạch xong là đi xuống dưới anh đổ rác. Xong rồi thằng Imposter nó O2 cái anh lên anh sửa. Đây em sửa O2 thứ hai anh. Đây em bắn thiên thạch xong làm xuống sửa cái O2 thứ hai luôn. Rồi, đó là hết O2 đó là Hà report lên. Đúng rồi, giữ hết O2 là anh Hà report. Không thấy Rick ở đâu nha, không thấy Rick ở đâu nha. Đúng rồi. Em ở chỗ phòng quét nãy có ai đi vô thấy em đang đứng trên cái bục quét đó la vậy? Long. Vậy là em có chứng cứ phạm rồi. Cái lúc mà Long đi vô chỗ Rick á là Long thấy Rick trong đó mà Long có bấm cái bạn ấy á. Bạn gì đó mà xong rồi Long lại sao tiếp là Long thấy là chỗ có ai chết hết. Sau đó Long mới vòng Long vừa ra khỏi phòng là thấy chớp cái báo điện. Xong rồi chớp oxy á, làm xong mới chạy xuống oxy gặp Evin đứng chỗ oxy dưới. Đúng rồi, em nghĩ là. Nhưng mà hình như là kiểu giống như là vẫn có thể là kiểu Imposter nó giết xong rồi nó nhảy van, đúng không? Đúng rồi. Cũng có thể anh Hà lại giết xong Hà đi bó luôn, cũng có thể luôn. Đúng rồi. Em nghĩ anh Hà giết á. Đúng rồi, để tự nhiên mà má tự nhiên không ai đâu mà nã mày. Má cho mày đã đeo mặt nạ rồi. Giờ không ấy mày giết Evin thử coi nó để chữ dùm kìa, giết dùm giết họ. Rồi. Thôi kỳ này không thể mặt nạ gì cảm á. Tôi kêu. Kêu. Tao ghi cảm nha, không ai nào khùng mà. Không có nào mà khùng để mặt nạ thôi, để khẩu trang ngoài. Không. Thôi kỳ này không đeo mặt nạ nhạy cảm lắm, mày biết không? Em ở phòng đổ rác. Xong rồi em đứng đổ rác rồi, cái em thấy anh Long chạy tới, em sợ quá cái em đi ra. Nhưng mà là sau em đứng chờ anh Long coi anh Long có giết em không, nhưng mà còn mình Long đứng ngay chỗ đổ rác. Xong rồi em thấy Evin đi tới. Là em mới kiểu thở phào nhẹ nhõm rồi, là anh biết là không phải anh Long rồi, nhưng mà cái em đổ rác xong rồi tới lúc mà kiểu reactor nổ á, là xong là báo là em chạy qua bên trái để em đi vô reactor. Nhưng mà lúc đó là chỉ còn anh Evin với anh Long ở chỗ đó thôi. Là em chạy qua tới reactor rồi. Em thấy là mọi người sửa xong, em quành lại cái thấy xác anh đi về chỗ đó. Là chỉ có anh Long nữa thôi.
Ờ bây giờ nè, Rick với lại Hà biết ai chưa? Hỏi gọn thôi. Rick với Hà biết ai chưa? Tôi nghĩ là Chris á. Không, tôi nghĩ là Yami. Tôi nghĩ là Yami tại vì hồi nãy giờ là Long đứng trong cái phòng ấy đang bấm chung với Hà. Đúng rồi. Nãy xong rồi đó là thấy xong lúc đó là vừa Long vừa ra khỏi phòng đó là thấy Rick nó đứng với mé ngay cửa đúng không? Đúng rồi. Sau đó cái anh vừa ra khỏi phòng thì cái bông tai nó lại báo nữa. Thì anh mới dọc vô lại anh bấm cái dưới nó Rick không ở trên đúng không? Thì anh nói anh chắc chắn là anh Rick với Hà đứng đó rất lâu luôn, mảng bên trái. Thì Yami tự vô nó quất anh liền. Ủa là sao? Đúng không? Nếu vậy thì sẽ có một người thằng Harry Potter đang giả dạng anh Long á, xong nó đánh lừa em, tại vì rõ ràng em đứng là thấy anh Long đứng ở chỗ em với anh Neville. Mọi người nên nhớ là cái chơi mới này là Harry Potter nó có thể là hai người luôn. Đúng rồi, tại nó có thể giống như nó giả dạng mà không phải là thấy anh Long. Nó xét theo dạng cũ được đâu. Tại vì trong khoảng tầm 2 phút là Long đứng bên cái mảng cái buồng mà bấm cái nút mà dính nút á. Bây giờ dễ rồi, chỉ cần mà tụi mình biết vị trí của nhau ở đâu thôi mình loại trừ ra được. Tại vì em thấy rõ ràng đó là anh Long, nhưng mà anh Long nói anh Long đứng kế anh Rick thì chắc chắn rồi đó sẽ là người Potter giả dạng rồi. Tại vì Rick với Hà sẽ biết hả? Rick với Hà đứng gần rất lâu. Trước tiên là em với anh Hà là đi chung từ đầu đến cuối nè, em với anh Hà xác nhận thôi. Xong anh đi xuống là anh còn anh Long ở trên thì em không biết anh Long có chạy đi đâu không thì em không biết nha. Xong mới lên mới gặp lại chứ không biết nha. Không, cái lúc nhiều khi mà chắc gì đó là Hà hay là chắc gì đó là Rick. Tại vì em nghi. Anh thấy là Hà nó đứng ngay chỗ mà bấm cái nút chung với Alo, xong cái vô anh bấm luôn. Sau đó là đứng lâu lắm, bấm lâu lắm. Tại cái bấm nó theo cái đó thì lập dụng nó rất lâu. Xong rồi sau đó là anh mở lên không thấy ai hết. Phải nghi chó và mì quá. Không thì tại vì em thấy anh Long với lại anh Neville đứng chung với nhau. Tại vì cái thằng Yami này nó mà là người bắt tên nó nhiều. Nó nhiều lắm. 10 giây. Yami. Mấy thằng gì vậy ba? Ngủ đi đi. Mới. Quần gội. Ý sao vậy? Thèn gì anh Rick, anh đắp từ đầu đi cười. Sao rồi? Ồ, anh Lâm hù đồ quá. Thèn thiệt. Thèn thiệt. Em dễ nha. Hồi nãy chị tính bảo vệ Emin mà chị chưa kịp bảo vệ cái Emin bị giết luôn. Quá đen chị ơi. Sau này chị bảo vệ Rick, tại chị thấy chồng chị đi theo Rick rồi. Cái gì nó chết rồi, bảo vệ Rick liền. Bảo vệ Rick, sao không giết Rick. Cái vòng ra đi sao cái thấy gần Emin, cái tính bấm bảo vệ Emin mà vượt không kịp luôn, giết Emin mất tiêu. Quá buồn mọi người. Trời, cái đó là anh Rick giả làm anh Long á hả? Ờ, anh giả làm anh Long. Mà cái khúc biển này, anh Long giả hết hồn luôn á. Có giả được hả? Được.